Xin chào Thùy Linh nha. Mình sẽ chỉ cách chăm sóc da và mua lành nha mọi người. Chào Tường Vy nha. Son sống nhìn tươi hả? Đây là màu hồng đào. Mình sẽ phối hai màu với nhau. Môi không trời lạnh lắm nha. Về Quảng Trị lạnh lắm mọi người ạ. Về Quảng Trị lạnh cực luôn. Mà nhờ chai collagen này nhá, chai collagen và lò kem sữa dinh dưỡng nhá, lò collagen tươi này, chăm sóc da và mùa lạnh này, da khô nứt nẻ bong tróc, dùng collagen tươi rất là ok luôn. Ngừa nếp nhăn chống lão hóa nha mọi người, ngừa lớp nếp nhăn chống lão hóa. Sáng dậy mình sử dụng 1 đến 2 giọt collagen nhá, bôi đều ra khắp mặt, sau đó sử dụng một giọt kem sữa dinh dưỡng để dưỡng trắng da hàng ngày và cung cấp độ ẩm cho da nhé. Dùng 1 đến 2 giọt collagen. Vừa đủ một lượng, vừa đủ, không cần có không cần nhiều nha mọi người. Đạt ơi, nói nhỏ thôi. Chị đang live stream. Rồi, sau khi bôi lớp collagen lên thì mình sẽ sử dụng 1 đến 2 hai giọt kem sữa nhá, bôi đều ra khắp mặt để cho một làn da trắng không và mặt khỏe. Làn da trắng khỏe nhá, không phải trắng trắng bạch đâu nhá. Đây, sau khi sử dụng một giọt collagen tươi bôi ra khắp mặt thì chúng ta sẽ sử dụng một giọt kem sữa nhá để cung cấp độ ẩm dưỡng trắng da hàng ngày, hỗ trợ điều trị nám tàn nhang luôn nhá mọi người. Chống lão hóa nhá. Xin chào Nhật An nhá, chào Hương ốm yếu nhá. Đây, hôm nay mình tư vấn cách chăm sóc da vào mùa đông không bị khô nứt nẻ bong tróc nha. Đây, mình sẽ bôi một lượng vừa đủ kem sữa dinh dưỡng. Đây, lò kem sữa dinh dưỡng đây nhá mọi người. Vì sao nó gọi là kem sữa dinh dưỡng? Bởi vì trong lò có rất nhiều chất dinh dưỡng và hỗ trợ giúp có nhiều công dụng, đó là năm công dụng chính luôn nhá, năm công dụng dưỡng trắng da nè, rồi cung cấp độ ẩm nè, rồi có thành phần chống nắng, tạo một lớp mắc úp nhẹ nè, hỗ trợ điều trị nám tàn nhang rất là hiệu quả luôn. Đảm bảo mọi người sử dụng kem sữa dinh dưỡng này một lần là mê luôn nhá, mê kia luôn. Bôi lên không có vì bết dính hay là bón cục ha, nó thấm đều luôn nhá, thấm đều vào da luôn, mềm mịn và thơm cực luôn. Trời lạnh không bị da không bị sủi vẫy này, lạnh cỡ mấy không, mình về bắc lạnh lắm, về Bắc rất có vừa mới phun mà vừa 12 độ thôi mọi người ạ, 12 độ chứ không phải như trong Nam mình đâu, 12 độ thôi lạnh lắm, buổi tối lạnh cực luôn, da dễ bị khô ấy. Mà về mình sử dụng hàng cái lò này là không bị khô. Trời lạnh mà cứ da cứ sủi vậy như vậy rắn ấy, nhìn kính lắm này. Đây bôi nhá, nó không bị bết dính hay không bị gì hết nhá.
không bị sủi vảy nha mọi người, rất là hiệu quả luôn. Đấy, dưỡng trắng da nhá mọi người, gần Tết rồi nhu cầu làm đẹp của chị em cũng tăng dần. Bây giờ ai có gặp tình trạng gì về da khô hay là da bị có vấn đề gì á thì chấm ở đây em tư vấn cho nhá. Chào em Trinh nha, chào Trinh xinh đẹp nha. Về người quê lạnh lạnh cực lạnh luôn mọi người ạ, làm cho da mình nó co lại á, lạnh nó co lại nè, dễ bị sủi vảy sân xui ở hai bên này, hai bên và trên ở trán rồi nè. Nội con đang quay trong đó là ở dưới mặt nửa miền nữa nữa nghe. Dạ vâng, con cảm ơn. Da sẽ bị co lại và bị nứt ra, bong tróc ra rất là ghê, nên là em sử dụng mỗi sáng, sáng nào em cũng sử dụng hai cái loại này, collagen tươi và kem sữa dinh dưỡng nha. Khi xem xong livestream ai có bị vấn đề gì về da khô hay bong tróc gì chấm ở đây em tư vấn miễn phí cho nhá, chấm ở đây em tư vấn miễn phí cho. Em chào chị Bích Nga nha. Nhìn da em mùa đông mà nó không bị khô nhá, không hề bị khô hay bong tróc gì hết nha mọi người, không hề bị khô hay bong tróc gì, trời lạnh cực lạnh luôn. Ở đây có 10 độ thôi mọi người ạ, 10 độ 12 độ thôi, lạnh lắm. Đây không, bôi lên là thấm khô liền nhá, không bị sân sủi, không bị sủi vảy gì hết nha mọi người, không bị sủi vảy nhá. Còn son em đang xài là son Tennessee nhá, đây nhá, son Tennessee, rất nhiều người mẫu và diễn viên đang sử dụng luôn ạ. Nhiều người mẫu và diễn viên tính dùng nhá, không mà lo không có chất độc chi hay là chất độc cấm gì hết nha. Khi các sản phẩm bên em đều có phiếu bảo hành nhé. Chị Nga có vấn đề gì ạ? Chị Nga gặp vấn đề gì về da ạ? Da bị khô hay da bong tróc hay da bị nám tàn nhang thì chấm íp em nhé. Dạ em rất là, em cảm thấy ra đường rất là tự tin bởi vì trời lạnh nên rất nhiều người da khô như sủi vảy lên trắng rồi nhìn như da rắn rất là kinh luôn, nhưng mà da mình thì không bị như vậy nên là mình rất tự tin bởi vì mình có bộ đồ siêu phẩm này dùng hàng ngày nhá. Buổi sáng dùng 1 đến 2 giọt collagen tươi bôi đều ra mặt, sau đó buổi tối rồi một lớp kem sữa dinh dưỡng, còn buổi tối thì mình không sử dụng. Da khô chị Nga, da khô chỉ dùng collagen này nhá, một tuần chỉ dùng 4 lần ạ. Nếu mà da khô còn da dầu nhờn một tuần chỉ dùng 3 lần nhá. Chai collagen này cung cấp độ ẩm, làm mờ nếp nhăn, chống lão hóa nhá chị Nga ơi. Cái này làm xé kết lỗ chân lông nữa nhá. Ví dụ da mà bị lỗ chân lông to hoặc là bị sẹo rỗ ấy thì collagen này vừa cung cấp độ ẩm vừa trị được sẹo rỗ nhá chị. Em muốn dưỡng thêm trắng da và cùng tạo một lớp mắt ốc nhẹ thì mình sử dụng kem sữa dinh dưỡng này nhá. Nhìn da em này, em đã sử dụng collagen và lò kem sữa dinh dưỡng này nhá. Ai muốn mua sản phẩm thì để lại số điện thoại ạ. Chị nếu chị lấy collagen hay lấy kem sữa thì nói em nhé chị Nga. Đợi em một xíu. Anh ơi, anh đi chờ hả? Loài bắt ha. Đây, nhìn da em này, em đã sử dụng một lớp collagen và kem sữa dinh dưỡng nhé mọi người. Dùng rất ok luôn, em có phiếu bảo hành nha, có phiếu bảo hành cho mọi người nha. Ví dụ bị nổi mụn hay bị gì đó hay bị ngứa dị ứng là có đều đổi trả nha mọi người, có thể đổi trả nha. Yên tâm về chất lượng đi ạ. Em thì cái gì em xài rồi em mới bán chứ không phải là nhập những dùng về rồi bán luôn nhá. Em xài em cảm thấy ok, cảm thấy hiệu quả rồi em mới giới thiệu và bán cho mọi người nhá. Hình như em thấy hơi chói. Có ai nữa không? Hơi chói ta. Có thấy rõ không ạ? Có ai đang xem có thấy rõ không ạ? Tại không cầm máy kia để xem chứ. Về đây lạnh lắm mọi người ạ, lúc nào cũng phải mặc áo dài tay, mặc áo ấm hết. Lạnh cực luôn, chỉ có 10 mấy độ thôi, 10 độ, 11 độ thôi. Da khô bong tróc là chuyện bình thường, nhưng mà giờ em sử dụng kem sữa với là collagen không bị nhá, không hề bị luôn nhá.
Khi ra đường mình rất ngửi tin, buổi sáng mình chỉ cần bôi một lớp nhẹ đấy thôi ạ. Một lớp nhẹ là có đủ chất dinh dưỡng để dưỡng trắng da rồi, giữ độ ẩm cho da rồi nhá. Rồi ai có vấn đề gì về da thì íp cho em nhá, nhắn tin cho em nhá. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha. Đây, đây là son bộ đồ siêu thẩm phẩm của em nhá. Bộ đồ siêu phẩm em dùng nhá. Collagen và kem sữa dinh dưỡng. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người sau nha.